New La Vida, dự án nhà ở xã hội chất lượng cao tại Bình Dương. Tọa lạc giữa lòng thành phố Dĩ An, liền kề trung tâm thương mại Vincom Dĩ An, ngay mặt tiền đường tỉnh 743C. New La Vida là khu phức hợp nhà ở xã hội thương mại công viên trường học được xây dựng với tiêu chuẩn chất lượng cao. Với quy mô hơn 12.000m², cung cấp gần 1.000 căn hộ từ 1 tháng 2 phòng ngủ diện tích đa dạng. New La Vida mở ra cuộc sống tiện nghi với nhiều trải nghiệm khác biệt. Các tiện ích của dự án không thua kém các khu nhà ở thương mại như hồ bơi trên tầng 5, phòng tập gym, sân chơi cho trẻ em, khu thể thao, khu thương mại với đầy đủ tiện ích từ siêu thị, nhà hàng, phòng khám, gym và spa, khu vực thư giãn, trường mầm non quy mô 2.000m² với 5 tầng lầu được đầu tư trang thiết bị hiện đại. New La Vida là dự án nhà ở xã hội bàn giao nội thất tiêu chuẩn thương mại với các thương hiệu danh tiếng như Dudok, thương hiệu thiết bị bếp hàng đầu Anh Quốc, Nippon, Villacera, Inax, Cotto. Dự án được quản lý và vận hành bởi tập đoàn Anabuki Nhật Bản sẽ giúp nâng cao chất lượng sống và đảm bảo an ninh an toàn tối đa cho cư dân.